Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán máy cũ, máy tính bảng cũ rất rẻ. Và hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm tại cũ rất rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết các bạn từng sản phẩm một. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ rất rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này là con LG Velvet 5G các bạn nhé. Thì lâu lắm rồi thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Đấy. Con này thì là khách cũng đã con LG Velvet ngày xưa khách này mua con này cực kỳ đắt, mua con này là hơn 7 triệu các bạn nhá. Đấy ạ. Trên tay mình thì sản phẩm có như là LG Velvet 5G, RAM 8GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Chip con này được gọi là chạy chip Snap là 765G. Và gì nhỉ, dung lượng pin con này của nó là pin hơn 4000. Màn hình của nó thì là 6,8 inch các bạn nhé, cực kỳ là dài. Con LG Velvet này thiết kế cực kỳ là dài. Ngoại hình con này thì ngoại hình rất là đẹp các bạn ạ. Này, ngoại hình con này rất là đẹp các bạn ạ. Ngoại hình con này thì nói chung là không khác gì máy mới luôn. Đây ạ. Ngoại hình con LG Velvet này không khác gì là máy mới các bạn nhé. Con này thì là đã có sẵn có gì nhỉ? Con này thì đã có sẵn coi như là ốp dẻo này, trong suốt này và đã dán coi như là sẵn màn hình rồi các bạn nhé. Đấy. Nói chung là hai cái cần thiết nhất thì mình khách cũng đã, con này thì là mình thâu lại khách đã có sẵn rồi. Thì là khách cũng dùng giữ cẩn thận này. Thì cũng đã mua ốp này và dàn sẵn rồi. Con LG Velvet này thì mình sẽ test thử qua về tính năng coi như là gì nhờ, coi như là tính con này thì mình cũng chưa về nhiều. Thì mình sẽ xem tính năng của nó sẽ là mở khóa nào. Con này cũng như kiểu là V60 các bạn nhé, hoặc là V50S. Thì con này chỉ là dùng là dấu vân tay. Mình sẽ vào coi như là wifi xem mình kết nối cho bạn coi như là con LG Velvet này xem mở wifi là nghe nhạc có ok không bạn nhé. Được cái con này là chạy chip của nó là RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB. Nói chung là các bạn không bao giờ sợ lo đợi bộ nhớ máy. Cầm con này là cực kỳ nhìn rất là xinh. Đấy. Con này rất là xinh, cầm rất là sang các bạn nhé. LG Velvet này thiết kế của nó là camera chạy dài xuống dưới. Nhìn rất là hay, bo tròn có như là bốn. Đây là của nó là vuông bo tròn nhé. Đấy. Vuông cạnh bo tròn. Nhìn rất là hay luôn. Cũng là hỗ trợ cổng sạc tai C và jack tai nghe 3.5 các bạn nhé. Con này của nhà mình thì là màn hình đều đẹp keng luôn. Đấy, màn hình đẹp keng luôn các bạn nhé. Và mình sẽ vào có như là thử phẩm nghe nhạc. Cầm con này thì là cực kỳ là dài này. Con này là dài lắm. Nó dài kinh khủng các bạn ạ. Đây, nó dài. Từ đây, nó dài. Nó như kiểu là con Sonic 1 ấy. Mà nó thiết kế của nó dài cực kỳ các bạn nhé. Máy màu trắng, ngọc trinh luôn. Rất là đẹp luôn. Mình sẽ vào có như là phẩm có như là nghe nhạc của LG Velvet để xem là có nghe nhạc xem là có phê không các bạn nhé. Đấy. Loa của nó là loa kép các bạn nhé. Đấy, một loa bên trên này và một loa bên dưới, nghe nhạc cực kỳ to và cực kỳ sướng. Đấy. Đấy. Ôi, gồm toàn màn hình luôn, nhìn rất là sang các bạn nhá. Đấy. Màn hình con này thiết kế của nó là kiểu là thiết kế kiểu giọt nước. Đấy. Thiết kế kiểu của nó là giọt nước, nhìn rất là sang và xinh các bạn nhá. Và sản phẩm có như là LG Velvet phiên bản 5G, RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB này. Thì là bên hôm nay bên mình sẽ bán cho bạn với giá có như là 5.200.000 các bạn nhé. Đấy. Chỉ với giá có như là 5.200.000 các bạn sẽ sản phẩm có như là LG Velvet. Các bạn mua về trải nghiệm hay dùng con này hoặc tặng người yêu, bà xã cực kỳ tuyệt vời. Con này thiết kế của nó rất là đẹp luôn. Đấy. Dùng cực kỳ là sang các bạn nhá. Giá mình sẽ thanh lý bạn giá có như là chỉ với giá có như là 5.200.000 cho bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm của LG Velvet này các bạn nhé, thì hàng mình sớm nhất. Một là qua Zalo, hai là các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua hai số hotline mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa thì mình có Shipco. Và hình thức Shipco thì các bạn có thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra và hành toán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì bán ra thì cứ lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này là con sản phẩm là Samsung A51 các bạn nhá. Hôm nay nhà mình lại về tiếp tục con này lâu lắm rồi, mình về con Samsung A51 này. Đấy. Con Samsung A51 để con nhà mình ấy, thì là phiên bản công ty này, hai sim hai sóng. Thì mình sẽ xem qua về cái cấu hình chi tiết cho bạn. Thì lâu lắm nhà mình A51 thì lâu lắm mình cũng level con này, đâm là mình cũng quên luôn cái cấu hình của nó luôn. Về dung lượng pin thôi, các bạn chờ mình tí nhá. Thì mình sẽ xem qua cái con về con cấu hình này. Pin con này của nó thì là pin 4000. Đấy, bản công ty. Con này được cái của nhà mình thì là phiên bản công ty này, hai sim hai sóng. Cấu hình con này của nó nhà mình thì là phiên bản là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình của nó thiết kế của nó tròn viền.
và âm giọt nước nhìn rất là xinh luôn. Nói chung là cái màn hình Anamod cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Và màn hình con này của nó là trang bị màn hình của nó là Super AMOLED 6.5 inch, độ phân giải của nó là Full HD cộng. Đấy, ngoại hình con này thì là máy còn là trên 90%. Đấy, con này của nhà mình thì máy màu đen này của nhà mình thì ngoại hình còn trên 90%. Đằng sau của nó là 1, 2, 3, 4 camera và một đèn flash các bạn nhé. Ngoại hình thì máy còn là trên 90%. Thì con Samsung A51 này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá có như là 3.900.000 các bạn nhé. Con Samsung A51 này thì hôm nay nhà mình về duy nhất một chiếc này. Thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá có như là 3.900.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm có như là Samsung A51 các bạn nhé, thì hàng mình được sớm nhất. Đấy, hôm nay thì bên mình sẽ bán cho bạn giá có như là 3.900.000. Đấy, A51 các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được lô này, lô sản phẩm có như là LG V50S ThinQ 5G các bạn nhé. Để hôm nay nhà mình lại về được lô này, coi như là hôm nay nhà mình về được 4 cây thôi. Hôm trước thì mình đã bán hết rồi, hôm nay nhà mình về tất cả là 4 cây LG V50S ThinQ 5G. Đấy, LG V50S ThinQ 5G. Đấy. Đấy. Thì là ngoại hình bọn này thì là ngoại hình máy của nhà mình thì là ngoại hình thì là máy còn là trên 90%. Đấy, ngoại hình con LG V50S ThinQ 5G thì ngoại hình thì máy bên mình còn trên 90%. Thì là màn hình con này của nó thì là gì nhỉ? Tràn viền thiết kế giọt nước 6.4 inch, độ phân giải của nó là Full HD cộng. Trang bị con màn hình con này là màn hình của nó là BOLED các bạn nhé. Được cái là con này của nó là chạy chip cực kỳ là khủng. Chip của nó là chip Snap là 855, gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và con này của nó thì là được cái trang bị viên pin là gì nhỉ? Viên pin của nó là viên pin 4000 và cấu hình con này cực kỳ là khủng. RAM con này là RAM 8GB và bộ nhớ trong con này là 256GB. Nói chung là với cái bộ nhớ trong coi như là 256GB các bạn. Lưu trữ được thật các bạn, không bao giờ sợ lo đầy bộ nhớ máy luôn. Lưu trữ thoải mái luôn. Và tất máy của nhà mình này tất cả đều là phiên bản Hàn này. Một sim một sóng các bạn nhé. Đấy. LG V50S ThinQ 5G đấy. Bọn này dùng cực kỳ là sướng các bạn nhá. Này, hệ thống này. Đấy. LG V50S ThinQ 5G có hỗ trợ 5G luôn. Camera con này chụp ảnh cực kỳ là đẹp luôn. Cấu hình thì cực kỳ là phê. Và giá sản phẩm coi như là LG V50S ThinQ 5G này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 3.900.000 nhé. Đấy. Chỉ với giá coi như là 3.900.000 các bạn sử dụng sản phẩm LG V50S ThinQ 5G. Thiết kế cực kỳ sang và cực kỳ là chảnh các bạn nhé. Và con này cũng hỗ trợ cổng sạc tai C và jack tai nghe 3.5. Jack tai nghe này các bạn cắm mic live stream hay là thu âm là cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Nhà mình nay về được là tất cả là 4 cây nhá. Đấy. Nhanh các bạn lựa chọn các bạn nhá. Nói chung là V50S thì tầm này là đang cực kỳ là hiếm rồi, cũng đang là gần hết hàng rồi. Đấy, nhà mình còn duy nhất 4 cây thôi. Thì là mong các bạn coi như là đặt hàng cho mình là sớm nhất các bạn nhá. Và bọn này của nhà mình thì là màn hình đều đẹp keng, tất cả màn hình đều đẹp keng các bạn nhé. Đấy, không ám ủ hay không lưu ảnh gì các bạn nhá. Nên các bạn cứ yên tâm sử dụng luôn. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Note 10 5G các bạn nhé. Hôm nay nhà mình lại về được con này là con Samsung Note 10 5G. Thì mình sẽ xem qua về cấu hình con này. Thì là con này thì mình cũng chưa bán lần nào. Note 10 này, 5G. Con này thì có hỗ trợ 5G rồi. Đây, Note 10 5G đấy. Đấy. Thì mình sẽ xem qua về coi như là cái con Note 10 5G này, xem là cái cấu hình và cái màn hình của nó thì như thế nào các bạn nhá. Đấy. Màn hình. Mười này. 5G. Note 10 5G thì mình cũng nói chung là mình chưa bán, đó là mình chưa rõ về cấu hình con này thì là như thế nào. Đây rồi. Đấy, con Note 10 5G thì hôm nay nhà mình đã về con này đây ạ. Con này thì đã được chạy lên Android coi như là 11, Android mới nhất rồi các bạn nhé. Và con này của nó thì là trang bị của nó thì là màn hình của nó là AMOLED 6.3 inch, độ phân giải của nó con này của nó chỉ có gọi là Full HD cộng. Và con này thì cấu hình thì cực kỳ là khủng. Con Note 10 5G của nhà mình thì là của nhà mình là phiên bản Hàn này, một sim một sóng này. Màn hình con này thì bên mình thì màn hình đẹp keng các bạn nhé, không ám ủ hay không lưu ảnh gì. Ngoại hình con này thì là máy còn là 90 trên 90%. Này, ngoại hình con này thì bên mình còn máy còn 90 trên 90%. Con này của nhà mình thì là phiên bản là đa sắc các bạn nhé.
con Note 10 5G của nhà mình là con này là phiên bản đa sắc. Dung lượng pin con này của nó là pin gần 4000 và cấu hình con này là cực kỳ là khủng. RAM con này là RAM 12GB, bộ nhớ trong con này là 256GB. Con này được cái thích rất thích ở cái tính năng chụp ảnh của nó các bạn nhé. Đấy. Tính năng các bạn chỉ bấm nút thôi sẽ là chụp ảnh. Đấy. Các bạn chỉ cần bấm nút thôi sẽ là vào chụp ảnh, hoặc các bạn mà hất như này đấy là sẽ là hất bút nhé, các bạn chỉ cần hất bút thôi à, các bạn bấm bút hất bút sẽ là chụp ảnh, nhìn rất là tính năng, tính rất là hay. Và camera của cái bọn Note 10 5G này các bạn khỏi phải chê luôn, đây mình chỉ cần bấm bút rồi sẽ là chụp ảnh thôi. Đấy, rất là hay cái sản phẩm, cũng như là Note 10 5G các bạn xem lại ảnh nhé, cực kỳ nắt này. Đấy, mình zoom lại luôn này. Nhìn cái chữ cực kỳ tuyệt vời. Đấy, cái con này thì hôm nay nhà mình thì cũng chưa bán con nào, đâu là mình may về con này, đầm nhiều khi hơi lòng hóng về qua về cấu hình các bạn nhé. Được cái bộ nhớ trong là 256GB, các bạn lưu trữ thì khỏi phải chê luôn, cực kỳ là ok luôn. Và dung lượng pin 4000 thì gần 4000 thì là nói chung là cũng là cực kỳ tuyệt vời với sản phẩm cũng như là Note 10 5G rồi các bạn nhé. Con này thì có hỗ trợ coi như là tính năng 5G luôn. Nói chung là các bạn không bao giờ bị thụt về công nghệ các bạn nhé. Đây mình sẽ vào coi như là sản phẩm cũng như là xem phim nghe nhạc, sản phẩm cũng như Note 10 5G này, xem cái loa như nghe nhạc có hay không các bạn nhé. Hôm nay nhà mình về chỉ duy nhất một chiếc màu đa sắc thôi. Ngoài hình thì máy còn 90/90%. Mạng buổi tối nhà mình thì nó hơi bị lag. Lag đó. Đấy, loa nghe giòn và hay lắm các bạn ạ. Đấy. Loa nghe cực kỳ là giòn các bạn nhá. Đấy, một loa bên trên này và một loa bên dưới này. Nghe cái nhạc con này thì cực kỳ là giòn. Nói chung là với con RAM 12GB các bạn khỏi phải chê luôn. RAM 12GB gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Đấy, full màn hình. Đấy. Đấy, cực kỳ là hay luôn. Đấy. Và màn hình của nó cũng là tràn viền này ra bên ngoài, và thiết kế của nó là âm camera của nó rất là đẹp các bạn nhé. Camera sau của nó cũng là 3 mắt. Đấy, nhìn rất là hay luôn. Và sản phẩm có như là Samsung Note 10 5G này thì bên mình sẽ bán cho bạn giá có như là 6.600.000 nhé. Đấy. Còn Galaxy Note 10 5G này bên mình sẽ bán cho bạn giá có như là 6.600.000 các bạn nhé. Con này của mình thì là màu đa sắc này, 6.600.000 cho các bạn nhé. Đấy, rất là rẻ luôn. Con này thì là máy zin nguyên bản luôn, cực kỳ là sướng các bạn nhá. Đấy, 6.600.000 nhá. Nhà mình thì duy nhất về duy nhất mỗi một chiếc màu đa sắc này thôi. Đây, đây thì mình sẽ sang sản phẩm máy đi. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được lô này, tiếp tục là cái lô này, lô coi như là Galaxy Note 9. Đây ạ. Buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được lô Galaxy Note 9 phiên bản coi như là Nhật. Sách tay Nhật các bạn nhé. Đây, hôm nay nhà mình sẽ tiếp tục được Galaxy Note 9 phiên bản sách tay Nhật đấy ạ. Đấy, trong buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được như lô Galaxy Note 9 phiên bản coi như là máy không khác gì máy mới, chỉ duy nhất coi như là một cái lỗi gạch ở đây thôi các bạn nhé. Đấy, lỗi gạch ở đây chắc là máy người ta gạch ra để thành máy lỗi coi như là để bán ra thị trường các bạn nhé. Đấy, hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được lô này coi như là Galaxy Note 9 phiên bản Nhật này. Thì là con Galaxy Note 9 này lúc ở thời điểm nó ra mắt đấy, nó ra mắt ở thời điểm hiện ra mắt ở Việt Nam ấy, lúc đấy nó hơn 20 triệu đồng đấy. Và cấu hình nói chung là Samsung thì họ chăm chút vào con Galaxy Note 9 nó cực kỳ là nhiều đấy. Thì là con Note 9 Nhật này thì là của nhà mình ấy, thì là gì nhở, Nhật sẽ là chạy một sim một sóng, nó sẽ như bản Mỹ. Và cấu hình thì con này cực kỳ là khủng. RAM con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Được cái con này của nó là trang bị của nó là chip Snap là 845. Chip này của gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và màn hình con này của nó là tràn viền 6.4 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+. Và con này có hỗ trợ cũng như là cũng có tính năng cũng như là cái bút có thể chụp ảnh các bạn nhé. Bạn nào mà thích dòng bút này các bạn có thể là dùng bút, bấm bút này là cũng cực kỳ là hay các bạn nhé. Và con Note 9 này được cái là cổng sạc của nó, cổng sạc Type-C và sạc tai nghe 3.5. Các bạn cắm mic livestream cực kỳ tuyệt vời. Và bọn này thì bên mình của nhà mình màn hình đẹp đẹp keng các bạn nhé, không ả mù hay không lưu ảnh luôn, màn hình đều đẹp keng, không ả mù hay không lưu ảnh luôn. Và cái hàng này của nhà mình thì là máy Nhật nhá, máy Nhật này toàn tất cả là còn nguyên siêu này, đấy, máy tất cả là máy Nhật của nhà mình này toàn còn nguyên siêu hết các bạn, đấy, toàn còn nguyên siêu Việt. Chân sạc bọn này thì không một hạt bụi được luôn, chân sạc còn trắng muốt, mới kính gọn các bạn nhé, đấy. Thì là chỉ duy nhất con này là chỉ duy nhất là mỗi cái lỗi coi như là bị kiểu người ta gạch ra này. Bình thường là đang kiểu là máy mới, kiểu máy mới trong kho ấy, kiểu là cái máy mới trong kho ấy thì là người ta phải kiểu gạch ra để thành máy lỗi để bán ra thị trường các bạn nhé. Bình thường nó sẽ là hàng này là hàng máy mới này, nó sẽ là om trong kho không bán ra thị trường, nhưng mà đây là kiểu là người ta cố tình gạch cái chỗ mà để chân sạc này,
Nói chung là gạch vào các cái chỗ này nó sẽ xấu, ở trên đầu nó sẽ xấu, nhưng mà người ta chỉ có như là gạch vào cái chỗ cái sạc này thôi. Đấy, gạch vào chỗ cái sạc này để thành máy lỗi, để tuồn ra thị trường, để bán ra thị trường các bạn nhá. Nói chung là bọn này thì nó không khác gì máy mới luôn, thả hộp là thành máy mới luôn. Còn nguyên siêu các kiểu này, dùng bọn này thì cực kỳ sướng, cực kỳ là phê các bạn nhá. Đấy, bóc ra thì không khác gì là máy mới các bạn nhá. Nói chung là cái bọn này các bạn mua thì đáng đồng tiền bát gạo luôn, với mức giá cực kỳ là rẻ. Cái con Galaxy Note 9 phiên bản Nhật này thì bên mình sẽ bán ra cho bạn với giá coi như là 4.900.000. Bạn nào muốn convert coi như lên bản coi như là bản Mỹ ấy, convert lên bản Mỹ thì là thêm 50.000 nữa các bạn nhá, thì mình sẽ convert cho các bạn. Nhưng mà convert lên ấy thì nó hơi lâu một chút, thì là mong bạn thông cảm cho mình. Đấy. Galaxy Note 9 phiên bản Nhật này, màn hình đẹp keng, giá chỉ với giá coi như là 4.900.000. Nói chung là máy cũng là đẹp leng keng các bạn nhá. Đấy, toàn nguyên siêu viền luôn. Đây, mình toàn nguyên siêu viền bóc ra nhưng không khác gì máy mới luôn. Nói thật mình cũng tiếc các bạn ạ. Nói chung là mình nhập được cái lô hàng này thì là người ta khứa vàng này, mình cũng là hơi tiếc những sản phẩm này. Còn những sản phẩm này mà sẽ là không bị vết khứa này, bán ra thị trường cũng phải tầm khoảng độ là tầm 55 đến 56 các bạn nhé. Đấy, thị trường máy Nhật zin, mà máy Nhật và zin đẹp như này cũng phải bán ra cực kỳ là đắt các bạn nhé. Đây, toàn nguyên siêu nguyên ni lông luôn, rất cực kỳ là tiếc các bạn ạ. Nói chung là họ gạch như này nhìn cực kỳ là xót ruột các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể, người ta có thể là gạch tí vào lưng cũng được. Nói chung là xước một tí lưng cũng được, nhưng mà xước thì không còn chỗ nào. Nói chung là xước chân sạc cũng được. Nói chung là bình thường mình nhét cái ốp vào, mình bán ra cho bạn, mình lặp tặng một cái ốp vào thì là sẽ là nhìn rất là đẹp. Đây, bình thường mình sẽ bán ra này ạ. Bình thường mình sẽ bán ra, mình sẽ tặng các bạn một cái ốp này. Đấy, bình thường mình bán ra mình sẽ tặng các bạn ốp này. Đây, bình thường là sẽ bị gạch ở chân sạc các bạn nhé. Mình sẽ bán ra, mình lắp vào đây thì là đẹp luôn. Đấy, thì là đẹp luôn các bạn. Đấy, các bạn nhìn vào đây phải đẹp không? Đấy, các bạn cầm này thì là rất là đẹp luôn. Bỏ ra thì không khác gì máy mới luôn. Đấy, hoặc các bạn có thể là mua cái ốp các bạn lắp vào nhé. Cái ốp đen này các bạn lắp vào thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm cũng như là Galaxy Note 9 phiên bản Nhật bị là gạch một phát lỗi này, các bạn nhắn tin hàng mình sớm nhất nhá. Thì là con này bên mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 4.900.000. Giá cực kỳ là hợp lý cho bạn, coi như là mua về để coi như là xem phim, nghe nhạc, học online, chơi game cực kỳ tuyệt vời. Còn bạn nào muốn convert sang bản Mỹ thì thêm 50.000 nữa thì mình sẽ coi như là convert lên cho các bạn nhé. Đấy, Galaxy Note 9 Nhật này, giá chỉ phải giá coi như là 4.900.000, chỉ duy nhất coi như là gạch một tí lỗi này các bạn nhé. Máy thì là ngoại hình là đẹp leng keng rồi các bạn nhé. Nói chung là dùng cực kỳ chất. Đấy. Đấy. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục là sản phẩm cũng như là iPad 5 các bạn nhé. Đấy, mình sẽ tạm thời bỏ ra đây. Hôm nay máy rẻ thì bên mình đang hết rồi, hôm nay toàn bên mình toàn máy đắt cơ. Máy rẻ thì bạn này do này thì bạn chạy quá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được lô này, lô sản phẩm cũng như là iPad 5 phiên bản cũng như là AR Wi-Fi các bạn nhé. iPad 5 phiên bản Wi-Fi thì mình sẽ active vào cho bạn cũng như là xem sản phẩm iPad 5 này. Với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng ở thời điểm hiện tại thì là có đáng mua không các bạn nhé. Đấy, iPad 5 này, nói chung là dùng cực kỳ là sướng luôn. Ngoại hình thì bên này thì ngoại hình thì máy còn 90%. iPad 5 con này thì là sẽ là không hỗ trợ là coi như là ổ SIM các bạn nhé, chỉ có bảng coi như là Wi-Fi luôn. Đấy, với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng thì các bạn mua con này thì cực kỳ tuyệt vời. Thì là theo lời khuyên của mình ở thời điểm hiện tại ấy, thì các bạn mua học online thì các bạn cứ chọn cho mình sản phẩm coi như là iPad 5 trở lên. Tại vì những sản phẩm có như iPad 2, iPad 3, iPad 4 ấy thì là sẽ là các bạn chỉ tải được Zoom thôi. Còn mà hỗ trợ nhiều ứng dụng khác mà để học đời mới bây giờ ấy thì là sẽ là không hỗ trợ được. Đấy, nên là các bạn theo lời khuyên của mình, một người bán hàng online thì các bạn cứ chọn cho mình là sản phẩm có như là iPad 5 trở lên. Tại vì cái iPad 5 trở lên thì là cái cửa hàng gì nhỉ, App Store này, nó sẽ là nhiều các cái ứng dụng coi như là các bạn có thể cập nhật nhiều cái ứng dụng mới nhất. Đấy. Đây, đây là cái App Store của mình, mạng thì nó hơi chậm thì nó lót chậm thì các bạn nhé. Đấy, nó sẽ, các bạn sẽ tải được nhiều ứng dụng hơn, những sản phẩm cũng như là đời cũ hơn các bạn nhé. Đấy, còn mình iPad 5 này. Đấy, giới thiệu iPad 5 phiên bản AR 16GB. Nói chung là học online thì các bạn cần 16GB là cực kỳ tuyệt vời rồi. Tại vì những ứng dụng online chỉ lêu, các bạn chỉ cần có phòng tải Zoom về và iMac các kiểu về là các bạn có thể lên học online rồi, thì là không cần phải dung lượng nhiều các bạn nhé. Đấy, giá con iPad 5 này bên mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 3.500.000. Đấy, chỉ với giá coi như là 3.500.000 các bạn giữ sản phẩm coi như là iPad 5 này, mua về học online, xem phim, nghe nhạc cực kỳ tuyệt vời. Và dung lượng pin con này của nó là gần 9.000, hơn 8.000 các bạn nhé.
và màn hình của nó là gì nhỉ, 9,7 inch, màn hình cực kỳ to, cực kỳ lớn. Camera của nó là góc cực kỳ là rộng các bạn nhé. Đây, camera trước của nó thì là góc cực kỳ là rộng này. Đấy, cực kỳ là rộng luôn, các bạn phải học online con này cực kỳ là ok các bạn nhé. Và con này là hỗ trợ cổng sạc của nó là cổng sạc Type-C. Từ coi như là hỏng Lightning của nó từ 5 coi như đến 13 Pro Max. Và con này thì là có là hai loa kép, nghe nhạc rất là hay và nó cực kỳ là to các bạn nhé. Đấy, giá chỉ với giá coi như là 3.500.000 cho bạn. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và trong buổi tối ngày hôm nay bên mình về ít sản phẩm coi như là điện thoại cũ giá rẻ, mình sẽ level cho bạn. Thì các bạn chữ ưng nào sản phẩm mình gọi nhấc máy lên hãy trực tiếp mình đặt hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy những vui phúc. Và xin chào lại clip lần sau các bạn nhé.